Mình xin chào anh em, mình giới thiệu anh em một cây quạt của hãng Mitsu. Cây này thì nói chung cây này đã được thôi. Cây này tại vì cái người sử dụng trước á, là chắc nghĩ mà cái này là về chắc họ họ bên Nhật, họ người Nhật họ làm luôn á. Chắc người này cũng lớn tuổi rồi. Họ xài họ họ tự sơn. Họ sơn xấu quá. Họ sơn quá xấu rồi. Mình lấy xăng xăng thơm mình lau chùi bớt ra, nhìn nó kỳ quá. Cái này thì cho anh em nào chơi kiểu mà văn nghệ thôi. Cái cánh là cánh đục như này, cánh đục rất là có, nói chung cánh đục này kiếm cũng khá là khó hiếm. 30 đồ này thì zin hết. Cái này thì của hãng Tokyo đây. Hãng Tokyo Japan 100 bon. Con này thì nói chung là nguyên bản là zin hết, nó chỉ có tội là nó xấu bị người ta sơn mình lau chùi nhìn nó lè lè. Nhưng anh em nào chơi kiểu chơi bụi thì lấy con này, giá cũng phải chăng. Nói chung cái lồng máng là độc lắm. Khi anh em muốn lấy cái lồng này ra thì anh em mở này ra, anh em xây cái đường dưới này. Cái đường dưới này nè, anh em mới xây vô cái khía cánh này, anh em mới lấy được cái lồng ra. Rồi anh em mới lấy cánh ra. Cái này là cái người trước ta sử dụng á, là người ta đã mở cái con tán dẹp trong này ra dính trong này rồi, nó không mở được rồi nè. Đó, mình nói trước cho anh em để anh em dễ, anh em về anh em chơi anh em dễ nghiên cứu để tìm tòi. Nhớt dầu thì mình đã châm mới hết rồi, kiểm tra hết rồi, chạy rất là êm, vô số rất là êm. Nó mất thêm một cái bản lề này thì mình không có thời gian mình làm. Bản lề nó rất là dễ đó, bản lề như thân lề này nó rất là dễ, chỉ cần anh em trẻ này vô chút xíu bẻ ống uốn cong về anh em mài lại chút xíu bo lại là anh em xài được rồi. Tại vì mình không có thời gian để anh em tự làm tự dọn, tại vì thú chơi của đồ bãi là chơi về anh em tự dọn tự săn tự làm hết thì nó có cái thú chơi riêng đó. Bây giờ nó có 3 số, bây giờ mình sẽ quay thử cho anh em xem. Cây này nặng 4 kg nha. Cây nặng 4 kg. Đầu tiên là số 3 là số nó thấp nhất. Được, nghe nó quay êm. Quay rất là êm. Đó, số 3 của nó đó. Số 2 này. Số 2 nó mạnh hơn chút xíu. Đó. Nó xấu thì anh em giá nó cũng phải chăng. Anh em chơi dòng những cái quạt này thì về cái cánh miền Nam mình là chơi không lại với miền ngoài đâu, miền Bắc ngoài chúng mà họ chơi những cây cao cấp lắm, những cái dòng họ chơi cây rất là mắc tiền. Mình miền Nam mình chơi không lại. Cái này thân nhôm nha, cái này nhôm, này nhôm, cái này cũng hình như là nhôm luôn, nhôm hết. Cái lồng hoa văn nó cũng đẹp. Anh em là chơi tự dọn tự mài thì nếu mà cây này nếu mà anh em về anh em tự sơn lại, mình nghĩ theo cái gu màu của mỗi người thì cây này đẹp. Cây này em xả sơn hết, anh em làm lại từ đầu đúng như là thợ làm ra thì rất là đẹp. Nó rất còn nghe chắc. Cây này treo được, đế treo được. Ở dưới đế này nó ở dưới đế con tán bắt ngược lên là ba con tán thao, thường thường nó là tán thép thôi, nhưng mà đặc biệt này là ba tán thao. Rồi xin chào anh em nào cần thì liên hệ mình.